À, như các bạn thấy đây là cái đầu dũa dùng để cắt dưa. Thì clip ngày hôm nay theo cả có một số anh chị em các bạn có nhắn tin hỏi rằng là khi mà khách vô cắt dưa thì nhiều trường hợp các bạn thấy là khách da tay như thế này thì các bạn cắt rất là hay bị lấy tiết canh. Đối với những khách mà có cái da tay như thế này á, thì các bạn phải dùng cái cây cuticle này, các bạn đẩy cái dưa này lên đó, đẩy cái dưa từ cái dưa nó dính trên cái móng á, các bạn đẩy lên rồi giờ lấy cái dũa này, dũa sơ hơi bên hông của lại chỗ cuticle. Thì khi các bạn dũa như thế này á là cái da khô ở trên cái móng á, nó sạch đi, nó lộ cho mình một cái phần da rõ ràng ra đó, để mà các bạn cắt nó dễ hơn, nó không có bị lấy tiết canh đó. Sau khi mà dũa hai bên hông xong rồi, các bạn thấy không, là cái móng của mình nó cũng rất là sạch rồi này. Giờ lấy cái kềm hay là cái kéo, giờ lấy cái kéo mình cắt cái da này trên này thì các bạn sẽ thấy rất là sạch đó, cắt rất bình thường. Thì đối với cắt da thì các bạn có thể dùng kéo các bạn cắt, hoặc là các bạn có thể dùng cái kềm nghĩa thì các bạn cắt cho nó sạch. Thì các bạn quan cái cây nào thì các bạn xài cây đó. Rồi cắt thêm một chút xíu nữa này. Đó. Rồi là lấy cái đầu dũa. Dũa lại sơ. Dũa lại sơ ở trên cho cái da khô này các bạn. Nó bay đi luôn. Nó bay đi luôn. Để cho cái da của khách á. Nó cảm thấy là nó mịn màng hơn. Thì tùy trường hợp các bạn. Có khách thì mình làm sao nó mịn. Có khách thì da mà nó sần quá thì nó cũng không mịn. Như các bạn thấy mình để trên màn hình này. Đó. Trước khi cắt và sau khi cắt nó khác nhau hoàn toàn. Rất là sạch. Cũng đỡ hơn rất là nhiều. Khi mà các bạn cầm cái kéo các bạn cắt này, đó các bạn để như thế này. Lạch xe nha, đừng để như thế này, để như thế này các bạn cắt là nó không có đúng. Các bạn để dưới này nè, đó, bấm mở mũi. Rồi các bạn đi lên. Đó, cắt rất là chậm thôi này, các bạn thấy không? Đi lên này, bấm này. Bấm nhẹ nhàng. Thì khi các bạn cắt quan tay rồi các bạn cắt nhanh. Còn cái này mình để như thế này để các bạn thấy là cắt rất là từ từ thôi. Nó đi cái da nó đi ra một đường vòng quanh cái cuticle á. Thì cái móng tay của khách nó rất là sạch. Mà khi các bạn cắt cái da này này thì nó không có bị phồng ở phía da trên nhá, thì các bạn không phải lo là bị đứt tay khách đó. Sau khi các bạn cắt xong á thì nó sẽ được một cái vòng da như thế này này, rất là dè và cái tay của khách rất là sạch đó. Còn đối với những cái da như thế này này các bạn ha, là dùng cái đầu dũa này mình đi mình đẩy nhẹ lên cho cái da nó sờ ra, rồi sau đó là mình lấy cái thăng đầu dũa này các bạn này, líp lại đó, mình líp lại này. Đó, líp lên này, các bạn thấy không? Là nó đẩy cái da khô lên. Thì tùy trường hợp, đây là cái ngón tay này là cái da này nó khô, da khô nhiều, cho nên mình dùng cái đầu dũa này mình đẩy luôn, là nó sạch luôn. Đó, các bạn thấy không? Thì không cần dùng kéo nữa, không cần dùng kềm nữa. Đó, tùy trường hợp mà các bạn dùng cho nó đúng. Còn đối với cái kéo này, thì đây là cái kéo này các bạn. Kéo cắt da đây. Kéo cắt da thì nó như thế này. Để mở ra luôn, trực tiếp cho các bạn thấy. Đây. Cái kéo cắt da thì nó như thế này thôi, nó bán ở khắp nơi. Nếu các bạn quen cái này thì các bạn mới xài nha, còn các bạn không quen thì các bạn đừng có xài. Các bạn quen cái kìm nghĩa thì các bạn cứ xài kìm nghĩa bình thường, nói chung là cái nào cũng được hết. Là các bạn sẽ có một cái bộ tay cắt da rất là sạch mà không bị lấy tiết canh. Cảm ơn chị em rất là nhiều, chúc các bạn sức khỏe và thành công, hay là mọi người trong những clip chia sẻ tiếp theo nha.